VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Tung ra thị trường vào tháng 12 năm 2015, một sản phẩm thông minh của thương hiệu Hanet đang làm mưa làm gió trên thị trường karaoke bởi tính năng đặc biệt điều khiển bằng giọng nói đầu tiên tại Việt Nam, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm bài hát. Vâng, đó là đầu karaoke Hanet Play One, là chiếc đầu mà tôi đang nóng lòng muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay. Nổi bật ngay từ cái tên, The Hanet Play One là dòng đầu mới ra đời của Hanet sử dụng nền tảng Android. Nói cụ thể hơn về tính năng đặc biệt của sản phẩm này, tính năng điều khiển bằng giọng nói, cụ thể là khi người dùng cần tìm kiếm bài hát thì chỉ cần nói vào remote của sản phẩm, lập tức máy sẽ tự nhận dạng tiếng Việt và tìm kiếm bài hát theo yêu cầu của bạn. Thật tuyệt vời phải không nào? Bạn chẳng cần phải mò mẫm từng nút bấm trên bàn phím, chỉ cần đọc tên bài hát, tên ca sĩ thì đã có ngay bài hát mà bạn yêu thích chỉ trong vòng chưa đến 3 giây. Nằm trong phân khúc karaoke gia đình, chiếc đầu này có thiết kế như thế nào? Liệu có chinh phục gia đình bạn hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Những sản phẩm của thương hiệu Hanet Play One đều được chú trọng đến thiết kế, với tông đen chủ đạo mang đến sự sang trọng đẳng cấp, kết hợp cùng kiểu dáng vuông vức nhỏ gọn. The Hanet Play One mang giá trị thẩm mỹ cao, nhất là cho không gian trưng bày của gia đình bạn. Khác với các sản phẩm thông thường khác, Hanet Play One được nâng cấp với tính năng lưu trữ điện toán đám mây. Nhờ đó mà kho dữ liệu bài hát khổng lồ không giới hạn của Hanet Play One luôn ở chế độ sẵn sàng, cùng bạn hòa mình vào không gian giải trí sôi động. Hanet Play One xứng đáng là kho nhạc trực tuyến khổng lồ cho gia đình bạn. Trung bình có hơn 100 bài hát mới được cập nhật online miễn phí sau mỗi 2 tuần, được áp dụng chuẩn nén H265 trên HEVC mới nhất và duy nhất đối với sản phẩm karaoke. Hanet Play One có khả năng tối ưu hóa một cách triệt để dung lượng ổ cứng, giúp bạn sở hữu kho bài hát yêu thích lớn nhất cho cả gia đình chỉ với ổ cứng dung lượng nhỏ nhất. Hanet Play One có khả năng đề xuất bài hát thông minh theo sở thích và phù hợp nhất đến từng khách hàng. Không chỉ vậy, bạn sẽ được kết nối và cập nhật xu hướng chung của cộng đồng karaoke ngay trong lúc sử dụng sản phẩm. Tất cả trong một thiết bị hoàn hảo, chỉ có thể là đầu Hanet Play One. Nếu gia đình bạn có nhiều thành viên với nhiều sở thích giải trí khác nhau thì điều này không còn là đáng lo. Khi bạn sở hữu đầu karaoke thông minh này, Hanet Play One giải trí đa phương tiện, thiết kế play cho cả gia đình. Với screen card được tích hợp ở chế độ sẵn sàng, cho phép bạn chuyển nội dung từ điện thoại hoặc máy tính bảng lên màn hình rộng ngay lập tức để chia sẻ với gia đình. Đầu karaoke Hanet Play One hoàn toàn tương thích và vận hành mượt mà các ứng dụng giải trí phổ biến hiện nay như YouTube, Zing TV, FPT Play, tính năng xem phim Full HD 1080p, chơi game, nghe nhạc, lướt web. Một sản phẩm bao gồm 1. Đầu Hanet Play One, 2. Voice Remote, 3. Ổ cứng, 4. Cáp HDMI, 5. Cáp AV, 6. Bộ nguồn điện, 7. Hai pin 3A. The Hanet Play One là chiếc đầu thông minh có giá cả hợp lý, phù hợp với gia đình và những người yêu công nghệ. Tại VDA, chiếc đầu này là sản phẩm bán chạy với giá khuyến mãi chỉ 4.200.000 đồng 1TB, 5.900.000 đồng 2TB và 8.500.000 đồng 4TB. Nào hãy nhanh chân đến các showroom của VDA để trải nghiệm chất lượng của chiếc đầu này, bởi vì nó hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên nhấn subscribe để đón xem những thiết bị karaoke luôn cập nhật mỗi ngày trên kênh YouTube của VDA. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!